Củ Chi nha anh em. Hôm nay lên hàng khủng long cho anh em xem nha. Hàng này cấu hình gấu và mẫu độc lạ, hát karaoke hay. Tình trạng là máy zin nha anh em. Có nguồn công suất nguyên zin chưa qua sửa chữa. Và cục tăng phô đại bang nha. Tăng phô này nặng ký. Đó, hàng này là hàng công suất lớn, hàng công ty IS. Anh em xem thấy ưng ý thì liên hệ em đặt hàng. Máy là hát full chức năng, nghe nhạc karaoke đều tốt nha anh em. Và công suất đầu ra nè là 180W một kênh, chạy được lo 4 ôm luôn. Cục nguồn ở đây là ghi công suất là 580W, hàng công suất lớn. Đó, ghép lo 2 tắc giữ 3 tắc nha. Hàng lo gia đình công suất lớn. Đó, chạy được 2 dòng điện luôn, 220, 110. Ở đằng sau còn liền lẹt nha. Hàng máy sạch sẽ đẹp. Đó. Đây. Giờ mình sẽ quay nội thất trước rồi test con máy kỹ sau nha anh em. Chạy 4 sen can nha, 1, 2 nè, 3, 4 sen can 2 vít nha anh em. Sò đại, sò lớn nhất trong các dòng sò linh kiện, trong cái dòng âm thanh á các bạn. 4 sò sen can 2 vít, nguồn 4 tụ lọc. Máy nguyên cụm này là hàng zin chưa qua sửa chữa, chưa tháo gì hết nha. Hàng này là hàng zin tem tháo máy. Ghim tem báo máy, thay volume. Đời này sử dụng bo mít 7 volume nha anh em. Mít 7 volume. Đó, và eco là con IC0306. Hát ca cũng rất là ngọt ngào nhẹ. Đó, hàng bình dân giá phải chăng luôn. Rồi tình trạng con này như thế, bán giá 1,4 triệu. Anh em nào xem ưng ý thì liên hệ em để đặt hàng. Đẹp nha, hàng đẹp, xài tốt. Nắp máy len keng luôn. Nắp máy đẹp, không xét, không gì hết nha. Hàng cứng tuyển chọn. Đó. Giá con này chỉ 1,4 triệu. Giá này không bao ship. Đó, anh em mua chốt máy liên hệ em đặt hàng và vui lòng đặt cọc tiền trước ít nhất là 300k thì em sẽ nhận địa chỉ và gửi hàng cho quý khách hàng. Tình trạng đẹp, full chức năng. Rồi bây giờ em xin phép em test. Đó. Thì bác nào có thắc mắc gì nữa thì có thể liên hệ để mình biết thêm thông tin con máy nha. Máy màu đen, hiệu IS Audio, hàng công ty và model là 909B anh em. Volume tổng master ở đây. Đó. Đánh cái nội công rất là khỏe, bass chép đầy đủ nha, nhắn 3S nữ nè. Volume chiếc áp là chúng ta dặn ốp phê đều ngọt hết nha. Hàng là phải bảo đảm chất lượng. Phúc Quy Đan từ tổng lô, bí quyết sức khỏe của người dân. Kết khô hạt ư, bổ sung Phúc Quy Đan được kiến thành lâm sản giúp tăng kháng thể, hỗ trợ miễn dịch. Rồi, có quảng cáo các bạn ơi. Quay phim mà nó quảng cáo biết à. Thời gian volume mình bảo đảm là cho anh em sử dụng thoải mái, là dặn ốp phê cực kỳ tốt. Hàng mới, hàng hai là volume xịn KB Đài Loan. Đó, độ bền cao và cái
chức năng nó sử dụng rất là êm ái, nó không có gục gẹt, không lỗi nha anh em, xài độ bền cực kỳ cao luôn, volume máy full một bộ. Rồi thì phần nhạc tương đối là như thế. Rồi tiếp tục em sẽ test echo. Echo ở đây mic 7 volume nha anh em. Hàng chuyên karaoke. Alo alo alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Alo alo alo, 1 2 3 4. Đó, hay dở là chỉnh cái nút này, cái tiếng nó giống reverb, nó chỉnh cái độ echo lặp lại dày hay mỏng nha anh em. Tùy theo mình thích, cỡ nào mình chỉnh cỡ đó. Đó, quan nhại bay bổng nha. Rồi tiếp tục mic số 2 đây anh em ơi. Rồi thì con máy tóm tắt nôm na là như thế, hoạt động là full chức năng. Mic 1, mic 2, echo và phần nhạc nghe tốt hết. Và đặc biệt con máy này còn mới đẹp luôn. Đó, giá 1.4 triệu, giá công khai nghe anh em. Đó, không có điện thoại báo giá đâu. Giá công khai anh em nào thích liên hệ em, 1.4 triệu không bao ship. Rồi clip em quay chỉ như thế, đó, anh em nào xem thấy thích. Giờ đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cho shop em nha anh em. Rồi chân thành cảm ơn, bye bye và hẹn gặp lại. Thì trong thời gian này mình sẽ quay sơ nội hát cái nữa. ART 909B Sanken Hybrid.